đi. Thôi, về làm gì? Má tao nói á, giờ này mà không về á, dễ bị Mai Gia kéo giò lắm đó. Xàm quá, trên đời này làm gì có ma nữa. Vậy mày lại chơi mình đi. Ê, đừng về mà. Bếp kim than cả làng bi rờ, cột qua kèo là kèo qua cột, chú bán dầu qua cầu mà đen, chú bán ớt ăn lại làm chi. Chuyện kể dân gian, bỏ vào lon một hai viên kẹo xong rồi mình thập kê nha. Vì âm binh sẽ cho phê vào tháng 7, nước đi ngao du và nhẹ nhẹ như nước chảy. Ít ai quan tâm và cũng ít khi nghe thấy, nên người ta từng không tin cho tới khi được trông thấy. Ricky OTD anh không nên lúc, bạn còn cỡ dân chơi hay mang đã đi xin xuất. Lời đầu tiên nó xin ông bà bên trên phù hộ, nhưng mục đích chính là xin con số bên đập của lùa. Và nổi tiếng miền Tây chính là châu đốc An Giang, thất sơn bảy núi chứng dự linh hồn lang thang. Ai chờ ai đến 12 giờ đêm, tay chân lạnh toát nằm bên bờ cơ. Cả làng đi dở cuộc qua kèo là kèo qua cột, chú bán dầu qua cầu mà thế, chú bán anh ở lại làm chi.